Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đền nha cả nhà. Thì cả nhà, thì hôm nay thì mình có chuẩn bị một chén cơm trắng với lại một xíu đồ ăn, thì để mình đã gấp gọn chén luôn để cúng cho cái vong của cô gái này, vì mình thấy cô có vẻ như tốt và đến lục lạo những đồ ăn cả nhà. Thì đêm hôm qua khi mà mình về rồi thì chú chủ nhà thì cũng có gọi cho mình, mình nói là coi như là khi mình đến á thì không có thấy cái vong xuất hiện và được gọi ăn nữa, cho nên hôm nay là mình đã cúng thử rồi coi có xuất hiện hay không. Trong cái thời gian trước đây cả nhà, thì ở cái phần bếp này thì có vòng của hai chị em mà bị tai nạn giao thông mất tích là ở bên trong, cho nên thời gian đau rồi thì cái âm khí nó sẽ tụ lại, cho nên là có những cái vòng khác họ tìm đến đó, họ mất được và họ tìm đến để họ cứu bạn ở đây. Thì nói chung thì cũng vòng này thì vào cũng hiền lành, cũng không có hại gì cũng cụ hết, cho nên mình cứ vẫn tiếp tục để cho họ sống ở bên trong này và mình tìm cách mình giúp cho họ thoát như thế này. Thì bây giờ mình tạm thời khỏi camera thì quý cô chú anh chị mình xem thử coi hôm nay cái vùng đó có dám xuất hiện không. Yeah.
Ok cả nhà, thì từ sớm giờ thì nguyên rồng đi ra bên ngoài, thì không biết quý cô chú anh chị mình ở bên trong này xem có thấy cái bông áo đỏ nó xuất hiện không cả nhà. Mình sẽ hỏi như xíu thôi, nó có xuất hiện hay không. Thì nếu mà vong linh có nghe được lời tôi nói thì vong linh hãy xuất hiện đi, có thể giúp được gì nữa không. Thì không biết là con từ đâu đến đây. Thì giờ quý vị chú anh chị ơi, có lẽ đến đây thì Nguyên Đời cũng xin phép video lại luôn. Thì nếu mà quý vị chú anh chị mình xem lúc đầu thì có thấy con này xuất hiện không, thì hãy để thằng em chú ý cho Nguyên Đời biết nha. Thì đến đây thì Nguyên Đời cũng xin phép video lại. Chào nha.